Ờ con cắn đi. Ơ con cầm cầm cả hạt lên chứ. Cầm cả cả bắp lên chứ. Ăn ăn đồng hoàng ra. Cảm giác như nào? Ngon. Ngon. Nào chào các bạn đi con. Hôm nay ngân hàng mới gặp bác gì đi đâu nhỉ? À đi lường bắp ngô. Bắp ngô mình đang ở đâu về? À ở bên soi đúng không? Đi về đúng không? Bây giờ ngân à mới gặp bắp gì sẽ đi lường ngô nhá. Ừ, khoe với các bạn nhỉ. Bây giờ đi tập lường ngô đây. Bạn ngân à đã đến được bếp rồi. Trước khi lường ngô người ta phải lấy củi vào nhá và chất bếp lên nhỉ. Đây là bếp của nhà bạn ngân hà đây, đang chất để lấy than. Nhưng mà không cần, bây giờ ngân hà sẽ lướng ngô cả vỏ cơ, đúng không? Bây giờ thử thách hôm nay của con là sẽ lướng ngô, nhưng mà con chỉ xem nướng thôi. Ừ, sẽ để xem nướng thôi. Con cho được vào đấy không? Thật không? À, ngân hà cho quả ngô vào đây, nhưng mà không phải lướng kiểu này đâu con. Để bác hộ con mấy cái, xem nào ấy với các bạn nha, cứ lướng quả bắp như này. Đấy. Lướng hai bắp thôi nhá. Thôi lướng hai bắp thôi con ơi. Hai bắp này thì lúc nữa buổi tối có than to thì mình lướng nhá. Đấy. Đây là trong quá trình mà chờ ấy thì là bây giờ Ngân Hà thử là cái quả ngô nó có hạt không? Có hạt ngô đúng không? Hạt ngô màu gì? À màu vàng. Màu vàng là ngô đẹp hay ngô tẻ? Ngô tẻ. Ui giời ơi chuẩn đấy. Thế là cái dâu ngô thì có tác dụng để làm gì? Mình uống nước đúng không? Ừ. Làm nước dâu ngô có ngon, có thể uống có ngon không? Ừ. Con được uống chưa? Chưa được uống xong con biết là ngon. Chín. À, tại ngô này còn chưa chín đâu con ạ. Đấy, bạn gặp Papji của ngân hàng đây này. Đang vui mừng khi là đã chuẩn bị được ăn ngô ấy nhờ. Sao quả ngô lại lướng ở được ở trên ngọn lửa? Vì là cái vỏ bên ngoài nó cháy đi, nhưng mà còn cái nội bên trong ấy nó dùng cái hơi để nó chín nhờ, ngân hàng nhờ. Đây là lướng ngô cả bắp thì hôm nay này thử thách của bạn ngân hàng sẽ lướng ngô cả bắp thì nó dễ hơn. Sau này mà con mà siêu hơn thì con sẽ phải đứng hô ngô bỏ bắp đi. Thì xem nào, những cái hạt nó chín nó đen, nó hơi đen đen ấy, đen vàng ấy nhỉ. Đây là bạn đồng hành mới của Ngân Hà nhá. Một chú gà Papji đã đi theo bạn Ngân Hà được mấy video rồi. Chú gà Papji là bạn thân của bạn Ngân Hà đấy. Đây, bạn Ngân Hà đang rút bếp vào để cho cháy to cái bắp ngô ở trong bếp. Đây, chú gà Papji đang rất hài hước cho cái mồm há, mồm tròn to há. Lúc nào chỉ đói thì dính ăn ngô thôi. Lướng khoảng một lúc nữa thì ngô nó chín nhỉ? Thì Ngân Hà sẽ bóc và ăn và khoe với các bạn nhé. Được không con? Ngân Hà đang mải lướng ngô. Ngân Hà đang tâm sự với ai đấy? Ơi, làm rồi. Nướng ngô. Ờ, nướng ngô. Cháy nửa chưa? Con đang nướng ngô hay con đang đun nửa? Đấy, những bắp ngô đã đang chuẩn bị chín rồi đấy. Đây là ngô đã được nướng chín nhá. Bây giờ bạn Ngân Hà sẽ về chỗ để chia rồi mình bóc nhỉ. Đi thôi. Đấy, Ngân Hà bây giờ Ngân Hà bóc. Bóc cái ngô bắp ngô mình vừa lướng được ra đi. Nhờ. Bóc từ một bát thôi.
bắp ngô này thì bạn ngân hàng cũng đã để nguội được một lúc rồi đấy, mới bắp đấy, không là lúc nóng là không bắp được đâu. Đây là bắp ngô lướng nhỉ, ngô lướng cả bắp. À, dạo này biết nhặt rác vào trong đây rồi, giỏi quá. Đấy, bạn ngân hà đã bóc được quả ngô ra rồi, nhưng mà bạn ngân hà chưa bóc được đâu, ba bạn ngân hà bóc thôi nha. Yeah. Ngô lướng cả bắp đã ra đây này, khói còn bốc lên này. Thế nào, muốn ăn chưa? Đun chín. À, bắt đun chín hay con đun chín? Con đun chín. À, bây giờ bạn ngân hà nhận phần rồi. Đúng rồi, hôm nay nhưng mà ngân hà là đúng. Thì bẻ cái đầu. Bây giờ để bắp bẻ một lửa ra nhá, rồi là cho ngân hà ăn và khoe với các bạn và hướng dẫn cách làm ngô lướng như nào nhỉ? Rất đơn giản thôi. Con ăn cái đấy đúng không? Bạn ăn cái này. Ừ, bạn cái này, được. Ui ôi, hương vị ngô chín rất ngon này bạn này. Nhìn thấy chưa? Thơm quá. Ngân hà ngửi à? Thơm à? Ngân hà cũng biết thơm à? Oh, ngon thật. Bây giờ ăn thử nhá, ăn thử thôi nhá. Ăn cái đấy. Hai quả ngô được bửa ra là 4 phần rồi. Ngân hà chọn phần nào? Phần vàng vàng đúng không? Bây giờ con bóc từng hạt rồi con ăn thử xem con có ngon không nào. Bóc đi. Con cắn đi. Con cầm cả hạt lên chứ. Cầm cả bắp lên chứ. Ăn đồng hoàng vào. Cảm giác như nào? Ngon. Ngon thật không? Thật nhá. Cũng ngon thật. Bây giờ mình thử miếng xem. Thì ngon thế. Ngô chín. Ngon lắm anh ơi. Ngon nghe. Ngon lắm. Ngon hà ăn 3 phần, 3 ăn 1 phần thôi. Nha. Con thấy ngon không? Con tặng như vừa dạy các bạn thế nào? Tặng kia chứ? Thấy này nhá. Thấy cái này bã mà con. Nè này, con gặm như vừa lấy này miếng con gặm này. Đây, miếng bạn ngà vừa gặm này. Gặm này. Gặm nào. Trời ơi, ngon đấy. Ăn ngô lướng thì tất nhiên nó phải nhọn mồm rồi. Tí nữa mình rửa sau nhá. Các bạn nhỏ nhá. Nướng ngô lướng rất dễ. Cho cả bắp vào. Rồi đun lên. À không nhầm. Cho cả bắp vào cái bếp. Mình sẽ nướng bằng hơi của hơi nước trong cái vỏ đó. Ăn nó ngọt ngô lắm. Mình đang mải ăn thấy ngon. Ngân hà rồi, thấy ngon. Đó, có chú gà mái. Một chú gà mái rình thì ăn ngô. Cái con gà nó còn thích ăn ngô này mà này. Bác thử ném cho nó ăn không nhá. Đấy, nó mổ luôn kìa. Đấy, nó mổ luôn cắp ngô này. Đấy. Thấy chưa? Chính tỏ là ngô bạn ngân hà nướng rất ngon. Lại thêm chú gà trống nữa. Cũng đến ăn ngô. Đó. Cái nào hôm nay lưng ngô ngon gà còn đến tranh ăn của nạ kìa. Ui, chết rồi. Quên cả bắp rồi. Cái nào cho cả bắp ăn ngô đây. À, bắp há mồm nào. Ô, ngon quá. Cả bắp kem ngon quá này. Ngon quá nhỉ.
con cẩn thận nhá, gà nó rình rình nó ăn cắp của mình á, nó đến nó mổ ấy nhá. Chú gà trống nhá, đây là tôi điêu đâu đây này, chú gà trống đang ăn ngô đây này á nhá. Cho gà trống ăn á, con gà không ăn nữa à? Đấy chứ ngân hàng giả vờ thôi. Ôi ôi, ăn hết một nửa rồi đấy. Ăn nữa. À đi con ăn rồi đấy. Lượt này không nóng đâu. Ừ không nóng đâu. Nguội rồi. Nguội rồi nhờ. Ngân An ăn xong chưa? Ngân An xong chưa? Chưa ăn xong à? Tôi đúng không? Để con một lửa gì để tối ăn nhá. Ngân An chào tạm biệt các bạn đi con. Ừ. Kênh Ngân Hà TV hẹn gặp lại các bạn ở video chương trình sau nhá. Bây giờ bạn Ngân Hà mới gà tắt, sẽ để dành phần nửa ngô đấy để tối mới ăn nhá.